Ngày 9 tháng 8, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện số lượng lớn cá thể rùa được nuôi nhốt trái quy định pháp luật trong phòng vệ sinh khi kiểm tra một nhà nghỉ tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Vụ việc được phát hiện vào ngày 5 tháng 8 khi đội Cảnh sát Kinh tế, Môi trường, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng phối hợp lực lượng kiểm lâm cơ động kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Cách mạng tháng 8, phường Hòa Thọ Đông. Thời điểm này, công an phát hiện người đàn ông 33 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang, đang nuôi nhốt trái phép 12 cá thể rùa, mỗi cá thể nặng trên 8 kg. Toàn bộ số rùa được người này nuôi nhốt trong phòng vệ sinh nhà nghỉ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ cá thể rùa nêu trên để điều tra xử lý theo quy định. Theo quan sát của một tình nguyện viên cứu hộ động vật, các cá thể rùa vừa được phát hiện có thể là loài rùa răng, hay còn gọi là càng đước. Trước những bất thường đến từ thiên tai, thảm họa và những sự cố lớn gây thiệt hại về người và tài sản, ngày 9 tháng 8 năm 2004, Bộ Quốc phòng thành lập Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong suốt 20 năm qua, Cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình là phòng chống thiên tai, sự cố, thảm họa, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, người dân. Hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2024, Cục Cứu hộ Cứu nạn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Trong suốt 20 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Cục Cứu hộ Cứu nạn đã giúp Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các bộ ngành địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của 222 cơn bão, 84 áp thấp nhiệt đới và 60.000 sự cố thiên tai dịch bệnh. Điều động gần 4,2 triệu lượt người và gần 165.000 lượt phương tiện, cứu được 74.000 người và gần 6.400 phương tiện. Với sự tham gia của Cục Cứu hộ Cứu nạn trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các chiến lược, đề án trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành địa phương đã chủ động đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và nguồn lực của địa phương, nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm giảm thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã gặp không ít khó khăn, nguy hiểm, trong đó có nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương, nhưng cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn sẵn sàng vượt qua mọi gian nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của người dân. Ghi nhận những thành tích của Cục Cứu hộ Cứu nạn, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày hôm nay, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết chủ động, vượt khó kịp thời, an toàn hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Cục Cứu hộ Cứu nạn sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Cứu hộ Cứu nạn tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các địa phương, các đơn vị quân đội, xử lý tốt các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, với tinh thần cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, Sóc Sơn, Hà Nội đang là một điểm nóng của bệnh dại khi có nhiều người bị chó cắn và phơi nhiễm với bệnh dại. Hiện nay, những người bị chó dại cắn hồi cuối tháng 7 đang được theo dõi chặt chẽ, cũng như là tiêm ngừa vaccine dại, huyết thanh dại đầy đủ. Sau đây là phản ánh của phóng viên VTC14. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó liên quan đến 3 xã, Minh Phú, Hiền Ninh, Thanh Xuân. Hiện đã có 10 người phơi nhiễm với 3 con chó dại. Các trường hợp này đã được xử lý vết thương, tư vấn tiêm chủng vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại theo đúng quy định. Người bị chó cắn nặng nhất là một nam bảo vệ của điểm tham quan du lịch Việt Phủ Thành Trương.
nạn nhân bị con chó dại cắn vào giữa trán, là một vết cắn rất nguy hiểm vì gần thần kinh trung ương. Được chúng tôi tư vấn đi tiêm phòng huyết thanh, phòng chống bệnh dại và vaccine phòng chống dại. Hiện tại thì tất cả các trạm y tế cũng như là khoa kiểm soát dịch đã cử cán bộ theo dõi sát từng bệnh nhân một. Trước đó, sáng 25 tháng 7, tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, xuất hiện một con chó dại không rõ nguồn gốc, nặng khoảng 15 kg. Con chó đã tiếp xúc và cắn 13 con chó mèo của 4 hộ gia đình và cắn một người ở thôn. Sau đó, con chó dại này di chuyển sang thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn và tiếp tục cắn 2 người gồm một du khách và một bảo vệ tại điểm tham quan du lịch Việt Phủ Thành Trương. Nhân viên tại đây đã đập chết con chó và báo nhân viên thú y xã Hiền Ninh gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Kết quả, con chó dương tính với virus dại. Mình đi làm thấy chó thả rông rất nhiều và vào nhà khách đi làm cũng thấy chó thả rông trong nhà rất nhiều nên là cũng nguy hiểm, rất sợ chó cắn và bị dại. Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình bệnh dại đang có diễn biến phức tạp trên động vật. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 6 ổ dịch dại trên chó đều tại huyện Sóc Sơn. 27 người phải điều trị dự phòng bệnh dại, trong đó 12 người bị cắn và 15 người tiếp xúc với chó dại, tức cho chó ăn, chăm sóc chó, giết mổ chó, lấy mẫu chó dại không có bảo hộ. Thế thì đàn chó mèo ở Sóc Sơn là một trong những, theo như báo cáo thì là một trong những huyện có cái tỷ lệ cái đàn chó mèo rất là lớn. Nếu chúng ta kiểm soát tốt cái đàn chó mèo thì chúng ta sẽ kiểm soát được dịch dại. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu người dân cần đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự chữa bằng thuốc nam hoặc các biện pháp truyền miệng không có cơ sở khoa học. CDC Hà Nội cho biết, bệnh dại rất nguy hiểm. Nếu bị chó dại cắn và không được tiêm phòng, khi phát bệnh lên cơn dại thì gần như 100% người bệnh tử vong. Do vậy, việc tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo hàng năm là biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh dại. Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thờ cúng tổ tiên là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt từ xa xưa đến nay. Cùng với đó là việc thắp hương, thờ phụng, đốt vàng mã, nhất là vào các ngày rằm, mùng 1 và các ngày lễ Tết trong năm. Trên thực tế đã có không ít những vụ cháy xảy ra và nguyên nhân chính là do việc thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Theo đó, đại diện PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đến người dân, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, người đứng đầu các cơ sở tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho những người làm việc và người dân đến thăm có ý thức chấp hành về phòng cháy chữa cháy, ban hành và niêm yết nội quy về phòng cháy chữa cháy tại khu vực tập trung đông người dễ thấy, dự kiến phương án thoát nạn và thực tập phương án khi có cháy xảy ra, hạn chế việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, bố trí khu vực riêng dùng để đốt vàng mã tại các vị trí an toàn, cách xa các vật dụng dễ cháy và phải được che chắn cẩn thận. Đối với cơ sở kinh doanh vàng mã, nhang, đèn phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy. Đối với hộ gia đình và người dân cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi thắp hương, thờ cúng và đốt vàng mã.